Xin chào mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng máy test cảm biến VS và CKP. Máy test cảm biến đây, ở đây có hai dây âm dương để cấp nguồn ắc quy. Các đầu vàng này, đầu vàng đầu đỏ là test cảm biến CKP ở trên xe, còn đầu đen là test cảm biến công tơ mét, gọi là VSS đấy. Đây là xe AB2020 nhé. Ở cái vị trí trên bộ lát phía sau giảm sắp nhé, có một cái lắp chụp nhựa thì mình tháo ra và mình lưng nó lên, thì ở đây có cảm biến công tơ mét đây, rút rắc ra. Bộ test của mình thì sử dụng ắc quy kẹp đỏ đen thì vào âm dương, đỏ là dương và đen vào âm. Khi cấp điện thì ở đây sẽ lên nguồn, chúng ta thấy là nguồn đỏ. Đấy, đèn đỏ đã có nguồn nhé. Và mình chọn lấy đầu đen cắm vào cảm biến. Rồi, tiếp theo mọi người quay bánh xe và quan sát, ở đây là có cái mục là cảm biến VSS. Đây mình quay. Đó, mọi người thấy chưa? Cảm biến VSS. Quay. Đó. Đó, rất là dễ sử dụng luôn, mọi người thấy chưa? Mỗi lần mình quay bánh xe thì cái cảm biến này nó hoạt động, nó sẽ đóng mở dòng điện đi qua và tín hiệu cái đèn này nó sẽ hiển thị cho chúng ta biết. Như vậy cảm biến này nó có gửi tín hiệu lên trên đồng hồ, từ đó đồng hồ sẽ quy đổi ra km hiển thị trên màn hình. Rồi, khẳng định luôn cảm biến này rất là tốt, rất dễ sử dụng luôn. Còn bốn mắt ở trên này là kiểm tra cái cảm biến CKP nhé. Phần kiểm tra bên ngoài thì đây, cảm biến tháo rời ra đây. Cảm biến công tơ mét VSS. Rồi, cảm biến công tơ mét VSS. Chúng ta quan sát này, mắt của cảm biến đang sáng, đúng không? Đó, mắt VSS đang sáng đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lướt này, sử dụng một thanh kim loại, tô vít, cà lê gì cũng được. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là dễ sử dụng luôn. Chúng ta thấy là cái đèn này nó chớp, chứng tỏ cảm biến này là rất là tốt, cảm biến đang hoạt động. Rồi, rất là tốt. Đó. Cảm biến sống nhá. Không thể nói là cảm biến bị lỗi được. Rất dễ sử dụng luôn. Tiếp theo thì mình kiểm tra cảm biến CKP nhé. Ở trên xe thì mọi người không phải tháo rời như này đâu. Đây mình có sẵn một con chết thì mình kiểm tra luôn. Đây con này chết đây. Rồi cứ rắc nào vừa thì chúng ta cắm. Đây, cái này là gọi rắc dẹp. Máy này kiểm tra được tất cả các loại CKP của Honda nhé. Rồi, chúng ta thấy cắm vào có 3 mắt hoặc là 4 mắt nó sáng đúng không? Còn đặt lên đây, mình sẽ cho vào lam châm từ. Mọi người sử dụng cục lam châm cũng được. Còn đây mình sử dụng cái vô lăng từ của xe Way. Và mình quay. Quay này. Đó, mọi người thấy là thiếu một mắt đúng không? Đó, thiếu một mắt. Thiếu mắt, mắt xanh dương sọc vàng. Đó. Đó, mọi người thấy rõ không? Đây mình zoom to lên cho mọi người xem nhé. Rất là dễ sử dụng luôn. Lướt này. Chúng ta thấy là ba cái tín hiệu trắng đỏ. Trắng đỏ, trắng xanh dương và trắng đen. Tức là trắng sọc đấy là lên, nhưng mà riêng cái mắt đây này, mắt trong cùng là chết, không lên. Ở đây mình đã ghi rõ màu dây rồi, mắt nào màu dây gì, ký hiệu IHU, IHV, IHV kép và PCB. PCB thì là tín hiệu điều khiển đánh lửa, tín hiệu điều khiển đánh lửa phun xăng. Đó. Mất cái mắt này thì xe khởi động bình thường, nhưng mà không bao giờ nổ máy được, không thể nổ máy được. Rất là dễ sử dụng luôn. Rồi bây giờ mình rút ra, mình sẽ cắm vào cái bộ này, cái quận này, con này là sống đây này, bộ này là sống đây, rắc vuông này, cái này của AB 2013 2013 2015 SH1, cứ vừa đầu nào cắm đầu đấy.
Đó, bốn mắt đều sáng. Bốn mắt đều sáng nhá. Nhưng mà quay ấy, là không mắt nào được đơ. Tất cả bốn mắt đều phải chớp nhá. Đây, cảm biến nằm trong quận đây. Mình sử dụng vô lăng từ và mình lướt. Mình lướt đây. À, có một mắt không sáng. À đây, 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 đây. Tất cả bốn mắt phải sáng. Rồi. Đấy, mọi người thấy chưa? Bốn mắt đều sáng nha. Đó. Cái này bé có úp không vừa. Mình có thể lấy một cái miếng lăm châm rồi. Đây, mình lấy được một cái mảng lăm châm ở cái vành xe điện đây. Rồi. Mọi người quan sát đèn nhá, mình lướt này. Đây, mình lướt. Cầm này mình lướt. Rồi, bốn mắt đều được đúng không? Đó. Bốn mắt đều ok. Rất là dễ sử dụng. Rồi, kết luận là cái cảm biến của chúng ta tốt, không việc gì. Nếu cắm vào xe mà báo lỗi thì có thể do dây dẫn hoặc là do e-sem bị lỗi thôi nhé. Ở trên xe thì chúng ta chỉ cần quay vô lăng, vần vô lăng là được, chứ chúng ta không cần phải tháo rời cuộn ra như thế này đâu. Rất nhiều đầu, đầu đỏ này là EH2020 này. Đấy, đầu đỏ đấy. Tại vì cái jack CVT của 2020, 2022 là nó chân kim thì đây có sẵn đây rồi. Đầu này của xe cái này của xe xe Vision này, chắc dẹp hoặc cái EH2018 2019. Còn cái đầu cái này của xe NVX này. Yamaha NVX này. Đấy, còn cái đầu này dùng cho các xe 2015, ví dụ AB 2015, Lít 2015. Đấy, rồi EH1 2015. Đa năng hết nhá. Như vậy là vừa kiểm tra cảm biến công tơ mét này, vừa kiểm tra cảm biến CVT. Công tơ mét thì kiểm tra của Rider Suzuki này, kiểm tra Exciter của Yamaha này và kiểm tra Honda. Honda thì rất nhiều xe. Vision, Leaf, Vario, AB, EH1, EH Việt Nam. Rất nhiều. Và giá sản phẩm này là 550, bảo hành 1 năm và bao ship. Sau này mọi người vỡ vỏ hay là hỏng linh kiện thì mình đều có để thay nhá. Bên trong thì làm rất là xịn sò, bo mạch rất là chắc chắn luôn. Đây mọi người xem bo mạch của nó đây, rất là xịn sò chắc chắn luôn nhá. Đó, cái này là do mình sản xuất nhá. Đó, cái này là toàn An Đồng sản xuất. Mọi người yên tâm, sau này hư linh kiện thì mình sẽ bán linh kiện cho mọi người thay, hoặc mọi người gửi về đây cho mình sửa. Tóm lại là mọi người sẽ dùng vĩnh viễn, không bao giờ hư. Đấy, tại vì hư đến đâu thay linh kiện đến đấy thì nó lại phục hồi nhá. Bo mạch này chắc chắn chưa. Đây mặt sau hàn rất là đẹp chắc chắn luôn. Mặt trước đây các bóng led này là dùng bóng led phổ thông trên thị trường, bóng led quảng cáo nhá. Các điện trở này, diode này, đó, tụ này rất dễ mua trên thị trường luôn, không có phải là hàng độc hàng hiếm đâu, cho nên hỏng đâu thay đấy được. Đó. Em dán đây, đó. Jack cắm thì xịn sò rồi, jack cắm cực kỳ là xịn sò. Đấy, dây dợ nó còn to hơn là trên xe, dây còn đẹp hơn là xe zin. Dây nguồn rất là dài. Mọi người cắm trực tiếp ắc quy trên xe luôn. Đấy, vừa cắm test CP ở dưới, vừa cắm bình ắc quy trên xe luôn. Số điện thoại của mình là 0982 767 569. Số điện thoại mình ghi ở trên màn hình ấy, thì mọi người liên hệ để mua hàng nhé. Sản phẩm là 550, bảo hành 1 năm và ship hàng toàn quốc. Ship hàng toàn quốc COD nhé.